Các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn một cái mạch điện rất là nhỏ gọn đơn giản và nó lại có cái công dụng rất là hữu ích, đặc biệt là đối với các bạn mà sửa xe ô tô, xe máy. Đó là cái mạch điện dùng để xúc bét các bạn. Mạch điện dùng để xúc cái bét bét phun xăng đó. Thế thì tình cờ hôm trước mình cũng có đi sửa xe, làm xe thì mình thấy anh em thợ người ta xúc bét bằng cách là người ta chập cái hai cái dây điện vào trong cái cọc bình ắc quy, thì chúng ta sử dụng bằng tay chập liên tục như thế thì mình thấy cái tính hiệu quả và nó không cao. Cho nên sẵn đây mình chia sẻ một cái mạch điện rất là đơn giản cho anh em sử dụng để xúc bét. Thì để làm được cái mạch điện này, anh em chỉ cần sử dụng một cái relay 12V 5 chân. Relay 12V 5 chân và một con tụ điện. Đây là con tụ quá có điện áp là 10. Đây là con 163V. Thực tế thì các bạn sử dụng con 16V cũng được, tầm khoảng 100mA là được, khoảng 100mA. Thì trên tụ này thì các bạn thấy bên nào trắng, bên nào nó có cái sọc trắng thì bên đó là âm, bên còn lại là bình dương. Thì sơ đồ mạch của nó rất đơn giản các bạn, chỉ cần hai linh kiện thôi, một là cái relay, hai là con tụ. Thì cái relay 5 chân, đây là cái hình của relay 5 chân, thì các bạn lật ngửa nó lên như thế này, các bạn sẽ thấy nó có 5 chân. 1, 2, 3, 4, 5. Thì đây, mình sẽ để nó như thế này. Thì đây sẽ là chân 1 nè, chân 2 nè, chân 3 nè, chân 4 nè, chân 5 nè. Thì các bạn đấu như sau. Thì hai cái chân số 1 và số 3 này là các bạn, hai cái chân dưới này, cái đầu ba chân đó, thì các bạn thấy hai cái chân dưới này là hai cái đầu cuộn dây đó các bạn, đầu cuộn hút của relay đó. Thì các bạn sẽ đấu con tụ vào trong hai cái chân này, bên âm thì đấu vào phía bên này, bên dương đấu vào bên này. Được chưa? Đây, mình có ký hiệu âm dương nè. Thì trên con tụ bên âm là cái bên có trắng này nè, gọi là bên âm, còn bên còn lại là bên dương. Nó có hai cực thôi. Cái điểm giữa của relay, cái chân giữa của relay ở cái đầu ba chân này các bạn sẽ nối vào điện áp dương ắc quy 12V. Cái chân bên này các bạn nối vào âm ắc quy. Vậy âm ắc quy này cũng là đường âm ra luôn các bạn. Thì cái đường này chúng ta gắn vào trong cái bét phun rồi các bạn. Chúng ta sẽ gắn với hai cái dây này vào trong bét phun, hai cái dây này chúng ta sẽ gắn vào trong cái ắc quy, chúng ta kẹp vào trong ắc quy là xong. Vậy thì đường dương nó sẽ gít vào đây, mình đóng nó vào đây. Thì bình thường nó sẽ có cái tiếp điểm thường đóng là ở đây các bạn. Tiếp điểm thường đóng là ở đây. Ở đây mình vẽ còn thiếu, các bạn sẽ nối cái điểm này với điểm này lại. Các bạn sẽ nối hai điểm này lại luôn. Như vậy thì điện áp dương đầu tiên vào á các bạn, thì nó sẽ từ đây, nó do tiếp điểm này thường đóng cho nên nó sẽ tràn xuống đây. Nó tràn xuống đây thì nó sẽ nạp cho con tụ này. Đồng thời khi nó nạp cho con tụ này đầy rồi thì đây là đầu tụ bên đây là đầu cuộn dây bên đây là âm, đầu cuộn dây bên đây là dương. Như vậy thì cái cuộn dây này nó sẽ làm việc, nó hút. Và khi nó hút thì cái tiếp điểm này nó sẽ được chuyển trạng thái, nó đưa về bên đây. Và khi nó đưa đầu này về bên đây thì áp dương nó sẽ được ra ở đường này. Vậy nó sẽ kích cho cái cuộn dây của cái bét phun. Thì con tụ này nó có nhiệm vụ là nó duy trì cái thời gian mà cái relay này nó kích đó các bạn, nó đóng á. Relay này nó đóng thì con tụ này nó sẽ duy trì cái thời gian đó. Thì hết cái khi con tụ này nó hết điện áp, tức là nó xả hết điện áp trên cuộn dây, thì bắt đầu cái relay này ngưng làm việc. Thì ngưng làm việc, tiếp điểm nó lại tiếp tục chuyển về bên đây và nó lại nạp điện cho tụ. Và cứ như thế thì cái relay này nó sẽ đóng ngắt liên tục các bạn. Đóng ngắt liên tục, vậy nó sẽ cấp áp gia áp dương ra chỗ này nè, nó sẽ thay đổi liên tục, tức là đóng ngắt, đóng ngắt, đóng ngắt, đóng ngắt. Như vậy cái mạch này cực kỳ đơn giản luôn các bạn, nhưng mà dùng xúc bét thì rất là hiệu quả. Chúng ta có thể thay đổi cái con tụ này, cái điện dung của con tụ này. Ví dụ như mình để là 100mA thì các bạn thấy cái tần số nó thay đổi khoảng 6-70 lần gì trên một phút, khoảng 20-30 lần trên một giây, ví dụ như đi. Thì các bạn đổi con tụ này điện dung cao hơn thì cái thời gian chuyển đổi, nó thời gian chớp đó, nó sẽ lâu hơn. Hiện giờ mình đang sử dụng đây là con 100UF 63V, thì mình dùng thực tế con 16V là được rồi các bạn. Tại vì các bạn sử dụng điện 200 điện 12V thì dùng cái con 16V là ok. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ ráp cái sơ đồ này, dựa trên sơ đồ này thì hai chân này ra là hai chân vô cái bét phun rồi các bạn. Còn hai chân này là chúng ta kẹp vào ắc quy. Bây giờ mình lắp thử luôn ha.
Thì khi mình ngửa relay lên như thế này thì đây có 5 chân nè các bạn. Thì chân bên đây là chân A cấp áp âm cho nó. Thì mình để tụ đây là hàng luôn. Cái này các bạn không cần phải dùng điện trở thêm gì hết các bạn. Không cần. Tại vì mình không có sử dụng tăng to cho nên mình không có sử dụng con tăng to để kích. Cho nên không cần phải thêm diode gì hết á. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ hàn hai cái chân tụ, chân âm tụ bên đây nè các bạn, âm nè. Bên đây là dương nè, mình hàn vào hai cái chân của cái đầu 3 dây đó. Cái đầu 3 chân đó. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ hàn khi mà chúng ta lật ngửa lên về thì cái chân bên đây là chân thường đóng nè các bạn, thường đóng tức là điểm giữa và điểm này nó sẽ thông nhau thì mình hàn cái chân này nó xuống đây luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ hàn dây cấp điện vào cho nó. Thì dây cấp điện dương vào thì mình sẽ hàn ở điểm giữa, chân giữa của relay nè các bạn. Chân cấp điện áp âm vào. Âm vào và âm ra thì chúng ta sẽ hàn chung ở cái chân bên đây luôn các bạn. Âm đường vào và đường ra nó chung nhau, dây âm là chung nha các bạn. Dây âm là chung ta hàn vào đây. Dây điện áp dương ra. Điện áp dương ra thì các bạn hàn vào cái chân phía bên đường âm đi lên là ngay chỗ đi chân đi âm đi lên này các bạn, tức là chân thường mở của relay các bạn, chân thường mở. Rồi dây âm ra thì mình hàn âm chung. Rồi, vậy là xong rồi các bạn. Hai chân bên bên này là hai chân vào, là chúng ta hàn chân bìa chân giữa nè. Còn hai chân bên đây là hai chân ra nè. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Thì ở đây mình không có cái bét phun, mình thử thì ở đây mình sẽ thử bằng cái bóng đèn nha các bạn. Mình sẽ kẹp hai cái đường ra vào bóng đèn nè. Rồi đường vô mình sẽ cấp điện cho nó bình ắc quy thì ở đây mình sử dụng pin 3S để mình cấp cho nó. Đó. Thì các bạn nghe relay nó nhảy nè. Thì cái đèn này nếu như chúng ta để ý kỹ thì do cái tần số này nó chớp khá là nhanh thì cái đèn này nó chỉ giật giật giật, giật thôi các bạn. Đó, các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy nó giật giật, 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 giật. Tức là điện áp ra nó sẽ thay đổi liên tục các bạn, nó giật giật, giật, giật liên tục. Đó, vậy chúng ta chỉ cần cấp hai dây này vào trong cái bét phun là được rồi các bạn. Relay nó đóng ngắt liên tục nè. Đó, chúng ta chỉ cần cấp vào một cái thôi khỏi cần chập. Thì mình thấy anh em thợ người ta hay chập như thế này, người ta ngồi người ta chập như vậy. Chập 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 như thế này. Đó thì bây giờ mình chỉ cần lắp cái này là xong. Đó, thời gian đóng ngắt nó rất là nhanh. Các bạn thấy cái bóng đèn nó giật không? Bây giờ để thay đổi cái thời gian này thì các bạn chỉ cần thay đổi con tụ thì thời gian thay đổi nó sẽ thay đổi các bạn. Bây giờ để mình cho các bạn xem, ví dụ như mình đổi mình kẹp thêm một con tụ nữa vào trong trong song song với con tụ này thì chúng ta sẽ thêm xem cái thời gian nó sẽ chớp thay đổi nè. Ví dụ như mình kẹp thêm một con tụ nữa vào đây đó thì các bạn thấy cái thời gian nó sẽ thay đổi nè, nó chớp chậm hơn, cái tiếng nó chạch 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 chậm hơn nè. Đó.
Rồi khi mà nó chớp liên tục như vậy là xúc bét là rất hiệu quả luôn các bạn. Tại vì xúc bét thì mình chỉ có đóng ngắt mình không thể giữ lâu được. Khi mình giữ lâu thì nó sẽ cháy cái cuộn dây của cái bét phun. Như vậy thì cái mạch này nó rất đơn giản mà nó lại dễ làm nữa. Rồi chúc tất cả các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.